Lực lượng chức năng đã phải cố gắng lật cả nắp cống này lên để tìm nơi xả thải của một cơ sở giết mổ gia súc. Bên dưới nắp cống là dòng nước có màu đỏ được xả thẳng ra môi trường mà không qua xử lý. Ngày 17 tháng 8 năm 2018, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường công an tỉnh Long An phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Hữu Ân ở ấp Đức Ngãi 1, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trong bốn khu vực giết mổ gia súc thì một khu vực xả thải trực tiếp ra cống thoát nước công cộng cái quốc lộ N2. Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước thải để đánh giá mức độ ô nhiễm và làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu cơ sở giết mổ ngưng ngay việc xả nước thải cho qua xử lý ra môi trường và thu gom toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động giết mổ đưa vào hệ thống xử lý trước khi xả thải.